Rồi tiếp tục video mình giao lưu lại coi mai để ghép khúc đột xanh coi số 2. Cái này thì nó có chiều cao là 58, tán rộng là 60, tính từ bên này và bên này là 60, coi có chiều cao 58 từ đỉnh ngọn xuống. Cái này cũng đi dây nhôm rồi. Đó, nụ rất là nhiều ha. Nụ lật cái cậy lên này, thấy nụ rất là nhiều. Các tay cành rất là ấm áp ha. Phần lập lưng của nó này là cái cành quyền của nó này. Cành quyền là bắt đầu từ bên này rồi xuống. Đây là cái phần thoát thân của nó. Cái này có một bộ gốc đế nó cũng tương đối ok. Cây nhỏ thôi, giá chỉ có vài trăm nghìn. Trong trong chậu lọt lòng mà tầm 25 cm á. Chậu này chậu nhỏ để bán trà. Rất ấm tàn ha. Nụ nhiều. Cây nụ rất là nhiều luôn. Đây cành quyền đó này. Cành quyền đang đổ xuống. Nụ quá trời luôn ha. Cúc đột xanh này cái hoa rất là đẹp. Mình đã lấy ghép. Cái này đỡ bằng treo ok lắm. Có độ nghiêng bên này giống như cái thế gió lùa, nghiêng qua một hẳn một bên luôn. Mọi cây mọi dáng cho nó đẹp ha. Đây là những cái cành rơi của nó xuống này. Chân bằng trà rất đẹp, nó đâm hoa cúc lục xanh nữa là rất là tuyệt vời luôn. Cúc lục xanh này cũng có nhiều mặt hoa nhưng mà đỡ mà có mặt hoa đẹp thì nó cũng khó lắm. Đây phần tốt thân nó này đi lượng lách rồi. Ai có thích như cái này liên hệ mình ha, với số điện thoại 0849020790 đất nữa. Cái này có củ đế rất ok ha.